chuyên gia của bạn. Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại bắt đầu với buổi tư vấn sức khỏe như thường lệ. Và tôi cứ nhớ đến một câu nói của một thính giả có chia sẻ rằng là ai đã từng trải qua ốm đau bệnh tật thì mới hiểu được sức khỏe quan trọng đến mức nào. Sức khỏe được ví như là vàng và là khởi nguồn của hạnh phúc và là yếu tố không thể thiếu để chúng ta có niềm vui sống mỗi ngày. Chương trình của chúng tôi thì vẫn luôn nhắc về một cái sản phẩm quý mà nghe tên thì ai cũng biết vì đã quá nổi tiếng là một loại thảo dược quý cho sức khỏe, đó chính là đông trùng hạ thảo. Tại sao nó lại có giá trị đến như vậy với sức khỏe của con người? Công dụng, cách dùng và thông tin sản phẩm chính hãng nên lựa chọn là gì? Và vị khách mời chuyên gia dinh dưỡng chúng tôi có mời tới hôm nay sẽ giải đáp tất cả điều đó với quý vị. Đó chính là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Bạch Mai, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Xin chào Bác sĩ Mai ạ. Vâng, xin chào biên tập viên Phương Anh. Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay. Vâng, Phương Anh nhắc với quý vị và các bạn là bác sĩ Lê Bạch Mai sẽ giải đáp và tư vấn mọi thắc mắc của quý vị liên quan đến cách sử dụng sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo với nhãn hàng của Thiên Phúc qua hai số máy là 0243-934-1040 và 0243-5563-563. Quý vị có thể truy cập fanpage VV1-Thời sự để xem live stream chương trình này và gọi đến số hotline 0914-001080 để được tư vấn về sản phẩm đang tài trợ cho chương trình này. Này, ông thiếu ngủ hay sao mà cứ ngáp ngắn ngáp dài thế? Hay, một đêm đi tiểu nhiều lần, chuyện ấy cũng kém bội phần ông ơi. Ôi, tuổi này thật yếu đó thôi, sinh lý suy giảm chẳng vui vẻ gì. Ông dùng viên bổ thận Banica ngay đi, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối tiểu đêm nhiều, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam, làm chậm quá trình mãn dục nam. Hay đó, nhưng mà có tốt đúng như thế không ông? Yên tâm, viên bổ thận Banica của công ty cổ phần dược Thảo Thiên Phúc sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc. Mà ông biết không, Thiên Phúc còn là công ty có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu đông trùng hạ thảo, được Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học Công nghệ tài trợ nữa đấy ông ạ. Quá tốt rồi, tôi phải mua dùng ngay mới được. Viên bổ thận Manica, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080, website duocthaothienphuc.vn. Sản phẩm hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thưa quý vị và các bạn, với thông tin về sản phẩm viên bổ thận Banica mà quý vị vừa nghe, tôi nghĩ rằng là sở dĩ công ty cổ phần dược Thảo Thiên Phúc ra đời những cái sản phẩm công dụng tốt như thế là nhờ họ đã mạnh dạn đầu tư xây dựng một quy trình nuôi cấy đông trùng hạ thảo có quy mô này, hiện đại và chất lượng nhằm tạo ra một cái sản phẩm mà hỗ trợ bồi bổ sức khỏe coi như là cái thần dược mà y học xưa nay đã từng công nhận. Và cái viên bổ thận Banica dùng rất là tốt cho các đấng mày râu liên quan đến chức năng sinh lý của mình và cả những cái bệnh liên quan đến chức năng thận nữa. Thưa quý vị, nói đến những cái loại dược liệu quý hiếm thì ngoài nấm linh chi này, nhung hiêu, sâm ngọc linh thì không thể không nhắc đến tên của đông trùng hạ thảo. Và không phải ngẫu nhiên mà người ta coi đông trùng hạ thảo là một loại dược liệu quý hiếm. Vì sao lại như vậy? Và các loại nấm đặc biệt này thì có giá trị dinh dưỡng và giá trị dược liệu đối với sức khỏe ra sao? Và chúng tôi xin được hỏi bác sĩ Bạch Mai về điều này. Chúng ta cũng đã nói đến những cái dược liệu quý và trong đó có đông trùng hạ thảo. Thì hai cái tác dụng mà qua câu hỏi của biên tập viên Phương Anh vừa đưa ra đó là thứ nhất là giá trị về mặt dinh dưỡng, thì đông trùng hạ thảo có giá trị như thế nào? Là trong đông trùng hạ thảo thì cung cấp cho chúng ta tới 17 axit amin khác nhau, bởi vì trong cơ thể chúng ta thì có những axit amin cần thiết và những axit amin không cần thiết. Thì nguyên ở trong đông trùng hạ thảo đã cung cấp cho chúng ta tới 17 loại axit amin khác nhau rồi. Thứ hai là nói về các cái vitamin và khoáng chất, thì chỉ riêng có đông trùng hạ thảo, một sản phẩm mà đông thì trùng, hạ thì thảo, tức là mùa đông thì là con mà mùa hè thì là cây, thì nó cung cấp tới cả đầy đủ tất cả bốn cái axit amin, bốn cái vitamin tan trong chất béo, đó là vitamin A, vitamin E, vitamin D, vitamin K, rồi lại cung cấp cả các cái chất khoáng rất là quý và rất là có tác dụng rất là tốt cho cơ thể, đó là selen, thì nó giúp cho cái khả năng
năng mà chống miễn dịch, tăng cường miễn dịch của chúng ta của khi mà chúng ta sử dụng đông trùng hạ thảo sẽ rất là tốt. Rồi ngoài ra thì trong đông trùng hạ thảo có cái tác dụng của cái tác dụng của cordyceps, rồi adenosine để cung cấp cho cơ thể chúng ta những cái chất mà cung cấp năng lượng sẵn sàng khi mà chúng ta cơ thể chúng ta hoạt động, làm cho các cái để nuôi dưỡng các cái tế bào để chúng ta giúp cho hồi phục tế bào tốt nhất. Và đứng về mặt dược liệu thì chính nhờ dựa trên các cái thành phần mà đông trùng hạ thảo cung cấp về mặt dinh dưỡng, nó liên quan đến cái tác dụng về mặt dược liệu như là giúp cho phục hồi sức khỏe này, nhất là những người mà có bệnh phổi này, rồi đái tháo đường này, hoặc thậm chí là những bệnh tim mạch này, rối loạn chuyển hóa lipid máu này, tăng huyết áp, thì đông trùng hạ thảo cũng có tác dụng điều hòa huyết áp. Thế rồi đông trùng hạ thảo có tác dụng giảm lão hóa, kéo dài tuổi thanh xuân cho chị em nữa, và ngay cả tác dụng đối với tăng cường sinh lý thì đối với cả anh em nam giới thì đông trùng hạ thảo cũng có tác dụng rất là tốt. Và như vậy thì chúng ta thấy đông trùng hạ thảo có tác dụng rất quý trên cả hai mặt dinh dưỡng và dược liệu. Vâng, như vậy là bác sĩ Lê Bạch Mai đã nói khá nhiều về những cái thành phần, về cái công dụng, giá trị dinh dưỡng, rồi cả giá trị dược liệu của đông trùng hạ thảo. Bởi vì đây là một cái sản phẩm mà nhiều người cũng bắt đầu tiếp cận thông tin về cái sản phẩm này rồi, và cũng biết tại sao đông trùng hạ thảo lại quý hiếm. Phương Anh xin bổ sung thêm một vài điều cần biết nữa ngoài cái chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Bạch Mai. Đó là đông trùng hạ thảo được biết đến với công dụng rất là hữu hiệu trong cái việc mà phục hồi sức khỏe ở những người ốm dậy này, những người mà hay suy nhược cơ thể và làm chậm, làm giảm cái quá trình lão hóa của cơ thể, và giúp chúng ta kéo dài tuổi trẻ, tuổi thanh xuân, đặc biệt là cho chị em phụ nữ. Và đặc biệt là đông trùng hạ thảo cũng là một cái vị cứu tinh cho các đấng mày râu khi mà quý vị muốn tăng cường về sinh lực ạ. Thưa bác sĩ Bạch Mai, để bồi bổ cơ thể và sức khỏe thì vì sao ta nên chọn đông trùng hạ thảo để sử dụng? Bởi vì công dụng của nó tốt, an toàn, vừa túi tiền, hay vì một cái lý do nào khác? Ở đây ạ, Phương Anh muốn nói đến cái sản phẩm đông trùng hạ thảo được nuôi cấy nhân tạo thành công hiện nay, như là cái hãng đông trùng hạ thảo Thiên Phúc mà nhiều người có nhắc tên đến đấy ạ. Ở đây thì chúng ta nói là nếu mà một sản phẩm chỉ an toàn thôi nhưng không có tác dụng tốt đối với sức khỏe thì nó cũng không thể được người tiêu dùng lựa chọn được. Mà nó có tốt mấy nhưng mà nó lại quá đắt đỏ thì người tiêu dùng cũng không thể đến được với đông đảo người tiêu dùng. Và tôi nghĩ rằng là ở đây đông trùng hạ thảo có thể đến được với rộng rãi người tiêu dùng Việt Nam, đó chính là nhờ tác dụng của nó không chỉ tốt đối với sức khỏe như là một số cái công dụng chúng ta vừa chia sẻ, mà nó còn có thêm cái phần an toàn và vừa túi tiền. Và đây chính là cái sản phẩm đông trùng hạ thảo được nuôi cấy nhân tạo thành công, thì chúng ta kiểm soát được trong các cái điều kiện nuôi và trồng để chúng ta có thể có được những trùng tốt nhất, có những thảo tốt nhất để đảm bảo được những cái giá trị ở trong đông trùng hạ thảo đó. Rồi khi mà chúng ta đã nuôi cấy từ cái nguồn dược liệu đã đảm bảo về mặt an toàn rồi, thì khi chúng ta tạo ra những cái sản phẩm trên cái được lưu hành trên thị trường thì chắc chắn rằng những sản phẩm đó sẽ đảm bảo an toàn. Tuy nhiên thì cái phần mà kinh phí thì khi mà chúng ta thấy rằng là nếu mà chỉ ở trên những núi cao có được rồi phải đợi đến những cái điều kiện rất là chặt chẽ của tự nhiên thì cái đông trùng hạ thảo đấy sẽ không thể phổ biến được. Cho nên nếu nuôi cấy nữa thì nó sẽ đảm bảo thêm được là cái vấn đề về mặt kinh phí, chi phí nó sẽ phù hợp với túi tiền người Việt nhất. Tuy nhiên tôi cũng muốn lưu ý rằng không phải tất cả những thực phẩm, những cái sản phẩm đến từ tự nhiên chúng ta đều gọi là an toàn. Tức là an toàn ở đây là về mặt an toàn vệ sinh thực phẩm theo những quy trình nhất định, theo những quy định của những cơ quan quản lý có thẩm quyền. Tuy nhiên nó cũng có thể là đối với người này là an toàn nhưng đối với người khác không an toàn. Ở đây tôi muốn nói về vấn đề là ví dụ như dị ứng thì chúng ta có thể cái gì cũng có thể gây dị ứng được. Cho nên là tùy cơ địa mỗi người, nếu có những cái phần mà chúng ta dị ứng với những cái thành phần của sản phẩm thì chúng ta cũng nên lưu ý lựa chọn hoặc là xem xét trước khi sử dụng. Vâng, Phương Anh có hỏi về cái tác dụng của đông trùng hạ thảo khi mà mọi người quyết định lựa chọn, đó là vì tốt, an toàn hay vừa túi tiền, thì bác sĩ Bạch Mai có chia sẻ rằng là cả ba yếu tố. Thế nhưng mà hơn nữa, tại sao chúng ta lại lựa chọn cái sản phẩm đông trùng hạ thảo cũng được nuôi cấy nhân tạo thành công hiện nay, và đặc biệt là cái nhãn hàng đông trùng hạ thảo của Thiên Phúc mà tài trợ cho chương trình chúng tôi luôn nhắc tới, bởi đó là một cái công ty uy tín và được gây dựng lên bởi một cái công trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước. Bản thân quý vị khi mà lựa chọn bất cứ một cái sản phẩm đông trùng hạ thảo nào trên thị trường thì quý vị cũng phải đắn đo xem là cái sản phẩm đấy là có uy tín, có chất lượng, có được bảo hộ nhãn hiệu và được kiểm soát chất lượng hay không. Phương Anh nghĩ rằng là đông trùng thì có nhiều, thế nhưng mà cái tên mà Phương Anh nghĩ
đông trùng hạ thảo Quân Phúc vì sao lại được nhắc tới nhiều? Bởi vì đó là công trình nghiên cứu khoa học rồi, thế nhưng mà công ty thì sẵn sàng luôn luôn công bố hàm lượng chất lượng rộng rãi tới tất cả những cái phương tiện thông tin đại chúng để quý vị có thể nắm rõ hơn các thành phần khi mà quyết định mua. Do vậy mà khi mà quyết định mua cái sản phẩm này, quý vị có thể liên lạc trực tiếp tới số hotline của công ty để tư vấn kỹ hơn về những cái dòng sản phẩm mà quý vị quan tâm, đó là 0914001080 với nhãn hàng Thiên Phúc. Và thưa quý vị, chúng tôi lại nhận được tín hiệu từ thính giả muốn trao đổi với chương trình rồi ạ. Alo ạ. Alo ạ. Vâng. Vâng, câu em hỏi. Chào chương trình ạ. Vâng. Em xin chào bác sĩ ạ. Vâng, vâng. Xin chào quý thính giả. Em xin giới thiệu, em tên là Hoa, quê em ở Thái Bình ạ. Vâng. Trước em thì có đưa bố lên viện 108 để khám và điều trị ạ chị. Vâng. Bố em thì bị ung thư trực tràng ạ. Vâng. Vâng. Nằm viện nằm ở trong viện thì cũng được các bệnh nhân khác là giới thiệu dùng đông trùng hạ thảo thì cũng khá là tốt. Thì bố em cũng ra cổng viện và trên đường Trần Hưng Đạo ấy ạ. Vâng. Để mua sản phẩm và được tư vấn dùng viên nang Banica. Vâng. Bố em dùng được một liệu trình là 3 tháng thì thấy ăn ngon, ngủ ngon và da rẻ hồng hào hơn đấy ạ. Vâng. Vâng. Bây giờ thì em muốn hỏi chương trình là bố em đã dùng được 3 tháng rồi thì có lên sử dụng tiếp tục hay không? Vâng. Và đợt này thì bố em cũng lại lên viện để điều trị do bạch cầu giảm ấy ạ. Vâng. Thì em cũng muốn hỏi bác sĩ là đông trùng hạ thảo thì nó có giúp là tăng cái bạch cầu lên không ạ? Dạ vâng. Với câu hỏi của bạn Hoa ở Thái Bình, với trường hợp bố của bạn đang bị ung thư trực tràng ạ, cũng đã sử dụng cái dạng viên nang Banica của Thiên Phúc rất là phát huy hiệu quả rồi và đang muốn là dùng thêm thì có được không? Và bác sĩ Bạch Mai có chia sẻ thêm cái hỏi thứ hai của bạn Hoa ở Thái Bình rằng là cái sản phẩm của đông trùng hạ thảo Thiên Phúc thì có phù hợp những cái bệnh của bố bạn không ạ? Vâng ạ, báo cáo chị Hoa Thái Bình thì đối với việc mà mình sử dụng cái viên đông trùng hạ thảo Banica cho bố mình bị ung thư thì thực sự là nó rất là tốt, bởi vì nhờ vào cái thành phần codicepin có ở trong đông trùng hạ thảo thì cái thành phần này sẽ giúp cho làm giảm đáng kể cái kích thước của khối u và trì hoãn sự lây lan của tế bào ung thư, tức là ức chế cái sự và ức chế cái sự phân hạch, cho nên là mình sẽ kìm hãm được cái phần di căn cũng như là cái sự tái phát của cái tế bào ung thư. Thì vậy thì sau khi mình đã dùng 3 tháng rồi cho bố thì chị có thấy rằng là bố ăn ngủ ngon hơn, da rẻ hồng hào hơn thì chắc chắn rằng là chị nên tiếp tục dùng cho ông, bởi vì cái việc mà cơ thể chúng ta đã cảm nhiễm với những cái nguyên nhân mà gây ung thư này, rồi là có thể cái nguyên nhân đó nó cũng vẫn có thể còn và một đâu đó một số các cái tế bào lạ cũng vẫn còn ở trong máu, thì chúng ta nên sử dụng thường xuyên để có tác dụng bồi bổ sức khỏe, cho nên mình có thể sử dụng tiếp được cho ông. Cái thứ hai chị có hỏi rằng là ông có bị cái chứng giảm bạch cầu thì dùng cái đông trùng hạ thảo Banica này có được không? Thì tôi xin trả lời là được, bởi vì là khi mà chúng ta điều trị thì có thể là sau khi mà phẫu thuật thì có thể sử dụng, hoặc là thậm chí không phẫu thuật thì có thể sử dụng hóa trị, xạ trị, thì những cái điều này thường bao giờ nó cũng hóa trị hay xạ trị ấy thì bao giờ cũng giết, ngoài việc giết tế bào sống thì còn giết cả cái tế bào ung thư, thì giết cả cái tế bào của cơ thể nữa, và chính bởi vì nó không phân biệt được đâu là tế bào ung thư và đâu là tế bào mà cần phải bảo vệ của cơ thể. Thế thì cái việc giảm bạch cầu rồi là có những cái rối loạn một số chức năng khác thì cũng là chuyện bình thường. Và khi mình dùng cái viên đông trùng hạ thảo Banica thì nó sẽ nâng sức khỏe của mình lên và nâng thể trạng của mình lên. Và chính vì vậy cái đời sống của cái tế bào, nhìn chung các tế bào cơ thể nói chung và đặc biệt là của tế bào bạch cầu nói riêng thì cũng sẽ được tốt hơn, và khả năng sinh bạch cầu của tủy xương cũng tốt hơn. Cho nên chị hoàn toàn có thể dùng được cho ông. Vâng, như vậy là cái sản phẩm đông trùng hạ thảo ngoài bồi bổ sức khỏe thì còn có khả năng giúp chúng ta là tái tạo và hạn chế những cái tế bào và cái lượng bạch cầu. Bạch cầu chỉ xuất hiện khi là chúng ta có cái hiện tượng u rồi viêm nhiễm trong cơ thể thì sẽ xuất hiện cái hiện tượng bạch cầu hay hơn, và chúng ta có điều kiện thì chúng ta sử dụng đông trùng hạ thảo hàng ngày bồi bổ cơ thể thì rõ ràng là tốt rồi. Nhiều người có nói rằng là tại sao nói đông trùng hạ thảo quá nhiều cái chức năng bảo vệ sức khỏe đến như vậy. Rõ ràng là các bác sĩ, các chuyên gia đã nghiên cứu rất là kỹ để có thể công bố được cái hàm lượng dược chất ở trong đông trùng hạ thảo giúp chúng ta bồi bổ nào là tăng cường sức đề kháng, rồi bồi bổ cơ thể, rồi chống lão hóa, giảm cholesterol này, phòng chống ung thư, và đặc biệt là những cái người liên quan đến hen suyễn, viêm phế quản và những chức năng về thận thì rất là hiệu quả. Và nếu quý vị nào mà có còn băn khoăn rằng là không biết là mua cái sản phẩm uy tín chất lượng ở đâu thì Phương Anh nghĩ rằng là chương trình có tư vấn, đó là quý vị hãy
truy cập vào trang web duocthaothienphuc.vn để có thể theo dõi kỹ những cái chứng nhận, những cái công bố chất lượng của sản phẩm. Xong rồi quý vị hãy gọi đến số hotline là 0914001080 thì sẽ được tư vấn rất là kỹ về cái dòng sản phẩm mà quý vị quyết định chọn mua. Vâng. Ở đây thưa bác sĩ Bạch Mai, có một vài thính giả có nói rằng là khi mà họ đã quyết định mua và sử dụng đông trùng hạ thảo, thế nhưng mà không biết là cái cách sử dụng như thế nào để có thể phát huy hết những cái công dụng có trong sản phẩm đối với sức khỏe con người. Với cương vị là bác sĩ dinh dưỡng thì bác sĩ Bạch Mai tư vấn cho thính giả điều này ạ. À, vâng, vì khi mà mình sử dụng đông trùng hạ thảo thì cái cách sử dụng nó liên quan đến cái dạng chế phẩm mà mình sử dụng. Ví dụ như những dạng trà thì mình phải để hãm nước. Thế còn những cái dạng tươi, dạng khô thì mình có thể là hầm nấu cháo rồi nấu canh, thế rồi nấu súp. Thế còn đối với những dạng viên thì mình có thể uống. Nhưng mà đối với cái việc sử dụng đông trùng hạ thảo thế nào cho tốt nhất thì đối với nhất là những cái dạng viên thì mình nên uống trước bữa ăn, tức là uống khi mà trong bụng mình chưa có nhiều các cái thức ăn thì lúc đó sẽ là cái việc hấp thu nó không liên quan đến, tại vì giữa các cái thực phẩm chức năng, tôi xin lỗi, ví dụ như là khi mình sử dụng giữa thực phẩm của bữa ăn với lại đông trùng hạ thảo thì có thể có sự tương tác lẫn nhau và chính vì vậy nó có thể có những cái cản trở hấp thu, và nếu như vậy mình sử dụng vào cái lúc đói thì mình sẽ có cái tác dụng mà hỗ trợ và hấp thu cái các cái chất dưỡng chất ở trong đông trùng hạ thảo được tốt nhất. Và đối với nước thì mình có thể là pha ra, mình uống vào các cái thời điểm trong ngày, mình phân chia đều các thời điểm trong ngày thì và mình hãm nó một cách thời gian lâu thì mình sẽ chiết xuất được hết các cái chất dinh dưỡng cũng như là các cái hoạt chất, các cái chất hóa thực vật ở trong đông trùng hạ thảo để cho chúng ta có thể sử dụng và có thể tác dụng tốt đối với cơ thể ạ. Vâng, bác sĩ Bạch Mai có chia sẻ rằng là tùy cái cách mà quý vị chọn cái dạng sản phẩm đông trùng hạ thảo mà quý vị muốn sử dụng. Với dạng trà thì hiện nay đông trùng hạ thảo Thiên Phúc có cái dạng trà nhúng rất là tiện lợi, quý vị có thể dùng thay nước lọc hàng ngày, đó là dạng trà nhúng Banica. Ngoài ra thì các dạng nguyên thể cá thể tươi khô thì quý vị có thể dùng để ngâm rượu này, ngâm mật ong này, hoặc là hầm thực dưỡng với các loại thực phẩm bồi bổ cơ thể. Và tiện lợi nhất tôi nghĩ rằng là hiện nay đã có cái dạng viên nén rồi, viên nang nữa, quý vị có thể sử dụng hàng ngày mà không cần phải lách cách chúng ta phải chuẩn bị rất là nhiều khâu để làm sao mà có được một cái sản phẩm bổ dưỡng. Với viên nang thì chúng ta như bác sĩ nói là chúng ta nên uống trước bữa ăn 30 phút để hấp thụ tốt hơn, hoặc là khi mà chúng ta nhớ quên thì chúng ta nên uống sau bữa ăn 1 tiếng đồng hồ và uống với nước lọc hàng ngày thì bồi bổ cơ thể và hỗ trợ chúng ta phòng chống bệnh rất là hiệu quả. Và Phương Anh ạ, cũng muốn chia sẻ với các quý vị thính giả ở đây là ví dụ như khi chúng ta sử dụng đông trùng hạ thảo, nhất là đối với những trường hợp mà đối với những bệnh nhân tăng huyết áp thì chúng ta không nên là sử dụng cái đông trùng hạ thảo ấy cùng lúc với lúc mà chúng ta sử dụng cái thuốc tây khi chúng ta điều trị, thì chúng ta tránh đi những cái tác dụng đôi khi nó đối lập nhau thì nó sẽ làm cho giảm tác dụng của đông trùng hạ thảo cũng như giảm tác dụng của thuốc điều trị. Cho nên chúng ta nên dùng hai cái ví dụ đông trùng hạ thảo với lại thuốc tây mà để điều trị thì chúng ta nên dùng cách nhau ít nhất là 2 tiếng. Dạ vâng, đúng rồi, điều đó bác sĩ luôn luôn nhắc quý vị rằng là chúng ta không nên phối kết hợp dùng tất cả các loại thuốc cùng một lúc, chúng ta phải cách nhau, bất kể thuốc gì cũng vậy, nó có bao giờ nó cũng có cái sự tương tác thành phần với nhau, với cái thành phần là thuốc kháng sinh và những cái thành phần bổ dưỡng như này, tốt nhất chúng ta luôn cách nhau 1 đến 2 tiếng, 3 tiếng thì càng tốt ạ. Như vậy là chúng ta sẽ phát huy sản phẩm bồi bổ trong cơ thể nhiều hơn. Chúng tôi được biết là có tín hiệu từ thính giả chờ đầu dây rồi. Alo ạ. Dạ, em chào chị. Vâng, chào bạn. Bạn có câu hỏi gì không ạ? Dạ, em cần hỏi cho bác của em ạ. Vâng, xin mời bạn. Bác của em hiện nay thì có bị phổi. Vâng. Thì có sử dụng cái đông trùng hạ thảo của Thiên Phúc để ngâm mật ong nhé. Vâng. Thì dùng được 3 tháng thì cái phổi nó cũng dễ thở hơn. Vâng. Và cái cuống phổi mình đỡ hơn, và cái đờm thì lúc đó ra nhiều nhưng bây giờ nó cũng bớt lại rồi. Vâng. Đấy, thì bây giờ nếu mà bác bị thận ấy thì bác muốn dùng thêm cái dòng viên nang rồi kết hợp thêm cái đông trùng hạ thảo ngâm mật ong này và thì có tức là có được không ạ? Vâng, có sự tương tác nào không, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Vâng, cảm ơn bạn gái đã đặt câu hỏi. Với trường hợp là các bạn dùng sản phẩm tươi để ngâm mật ong rồi là lại khô, muốn ngâm mật ong, khô. Sản phẩm khô ạ.
Vâng, giảm phần khô để ngon mật ong. Rồi vâng. Vâng, cảm ơn bạn đã lựa chọn cái sản phẩm mà chúng tôi tư vấn. Bác sĩ Bạch Mai có thể tư vấn cho bạn là cái trường hợp bạn dùng cả ngâm mật ong và dùng dạng viên ấy thì có được hay không ạ? Vâng, việc mà mình dùng cái sản phẩm đông trùng hạ thảo để mình ngâm mật ong thì đấy cũng là một cái đường mà chúng ta sử dụng. Cái đường thứ hai là chúng ta có thể sử dụng cái viên. Ở đây bạn muốn nói là bác bị phổi thì dùng thận đông trùng hạ thảo khô ngâm mật ong thì đã cảm thấy dễ thở hơn, đã có tác dụng giảm đờm. Thì bây giờ lại muốn dùng cái đông trùng hạ thảo viên để mà giúp cho bổ thận, đúng không ạ? Thế thì cái viên bổ thận Banica của bên Thiên Phúc thì cũng có tác dụng rất là tốt đối với những người mà có chức năng thận bị suy giảm. Thì cái việc mà sử dụng hai cái loại đông trùng hạ thảo này trên cùng một người bệnh thì không có vấn đề gì. Vấn đề là tổng liều bạn dùng trong mỗi một ngày thì nó không vượt quá, nó chỉ trong khoảng độ từ 3 đến 6 gram trong một lần dùng, và nó dùng khoảng độ từ 2 đến 3 lần một ngày. Thì nhiều nghiên cứu đã minh chứng rằng là với một cái liều như vậy không có ảnh hưởng gì đến đối với cái sức khỏe mà bảo là quá liều. Sau đó thì các cái minh chứng, các cái nghiên cứu ở tại Nhật thì cũng và tại Hàn Quốc thì cho thấy rằng là những cái việc mà sử dụng với liều như vậy sau thời gian 3 tháng hoặc là 2 tháng thì cho thấy một cái tác dụng rất tốt đối với sức khỏe, đặc biệt là đối với việc kiểm soát huyết áp. Cho nên là cái việc mà bạn sử dụng vừa đông trùng hạ thảo ngâm với mật ong cộng với lại đông trùng hạ thảo cái viên bổ thận Banica thì hoàn toàn được. Vấn đề là mình tính cái tổng cái liều của hai loại này trong một ngày là bao nhiêu thôi ạ. Dạ vâng. Em cảm ơn. Với lại cho em hỏi thêm là hôm bữa em mua ở 136 Nguyễn Trãi, Bến Thành, quận 1 ấy, thì cái địa chỉ đấy có phải là địa chỉ showroom của bên mình? Dạ vâng, cảm ơn bạn đã quan tâm đến cái showroom của đông trùng hạ thảo Thiên Phúc. Tôi nghĩ rằng là nếu mà bạn muốn kiểm tra kỹ xem là có phải sản phẩm của đông trùng hạ thảo Thiên Phúc hay không thì hãy gọi đến số hotline là 0914001080 để được nhân viên tư vấn kỹ hơn. Vâng, chúng tôi sẽ tư vấn những cái thông tin về bệnh rồi là cách dùng như thế nào để hợp lý hơn. Còn sản phẩm thì quý vị hãy gọi đến số hotline là 0914001080. Và như vị thính giả vừa rồi có nói là có dùng cái sản phẩm đông trùng hạ thảo khô ngâm với mật ong thì cái thời gian mà quý vị có thể bảo quản, Vâng có đọc cái hãng sản xuất có đưa ra đó là nếu mà cái sản phẩm đông trùng hạ thảo khô thì chúng ta có thể bảo quản được 1 năm ở ngoài điều kiện bình thường để sử dụng dần dần. Còn đối với cái sản phẩm đông trùng hạ thảo tươi á, thì chúng ta sử dụng trong vòng 2 tuần thôi và chúng ta để ở điều kiện là ở trong ngăn mát tủ lạnh, chúng ta có thể sử dụng dần dần, ngâm rồi pha chè, hầm rồi như thế nào đó, tùy vào điều kiện của quý vị. Còn với sản phẩm viên nang thì ngoài cái sản phẩm là bổ thận bổ phổi với viên bổ phế Banica, viên bổ thận Banica thì chúng ta còn có cái sản phẩm nữa là trà nhúng Banica. Vâng, đó là cái tên sản phẩm độc quyền chỉ có Thiên Phúc có thôi ạ. Quý vị hãy lựa chọn cái sản phẩm nào mà quý vị tin tưởng nhất. Và khá nhiều thính giả có nhắc đến sản phẩm đông trùng hạ thảo rồi. Và những cái thính giả mà đã sử dụng, đã mua và không biết rằng là họ có khắc phục những cái triệu chứng bệnh của mình hay không thì chúng tôi mời quý vị cùng nghe một vài ý kiến ạ. Chúng tôi đã dùng trong nửa năm nay thì sức khỏe tôi vẫn đảm bảo. Trước đây thì đi lại nó khó khăn, nhưng bây giờ có thể là tôi vẫn tham gia công tác xã hội, đi họp, đi học suốt ngày. Cho nên là buổi sáng hay buổi chiều thì thấy là bình thường, không có gì cả. Các bệnh tật thì hầu như nó không thấy phát triển. Tôi đã dùng đông trùng hạ thảo thì phải nói là miễn góp ý rồi, tuyệt vời. Tôi là năm nay 72 tuổi rồi, thì là sức khỏe nó phải nó giảm nhiều rồi. Thế thì hiện nay thì tôi đang dùng đông trùng hạ thảo của Thiên Phúc, viên Banica. Lúc đầu là tôi cũng chỉ dùng thử xem nó thế nào thôi. Thì thực sự tôi dùng tôi thấy nó rất là tốt. Bạn tôi thì bị ung thư, bạn ấy dùng cũng nhiều đông trùng hạ thảo. Tỷ lệ tế bào ung thư thì giảm mà hồng cầu thì tăng. Vâng, như vậy là ba thính giả đã cho ý kiến rằng là họ đã sử dụng và mang lại những cái hiệu quả như thế nào. Có thính giả thì dùng thử thôi, thế nhưng mà thấy hiệu quả thì lại tiếp tục mua về dùng. Và bản thân những cái tế bào ung thư rồi là cái hồng cầu tăng, đó là hai cái chỉ số mà chúng ta rất là kỳ vọng đối với mỗi một cái sản phẩm nào đó giúp chúng ta bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ phòng chống bệnh tật, thì đông trùng hạ thảo chính là một cái dược liệu quý mà chúng ta có thể tham khảo để lựa chọn. Thưa bác sĩ Bạch Mai, lại có một thính giả nữa đang chờ bác sĩ tư vấn rồi. Vâng, alo ạ. Alo. Dạ vâng, alo, con chào chương trình ạ, con chào bác sĩ ạ. Vâng, xin chào quý thính giả. Dạ vâng, dạ, thì con đang ở quận Thủ Đức ấy ạ, thì con làm nhân viên văn phòng ấy, thì con hay bị stress ấy, với cả đau đầu, thì con có ghé cửa hàng 1014 Kha Vạn Cân, gần chỗ chợ Thủ Đức ấy ạ, con mua viên nang Banica, thì con uống thì thấy là nó hiệu quả rất là tốt, thì cho con hỏi luôn là thì cái viên nang đấy thì bố mẹ con năm nay 60 tuổi thì có dùng được không ạ?
Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của quý thính giả ở quận Thủ Đức. Thì thực sự là bạn là một nhân viên văn phòng, bạn thường xuyên bị căng thẳng, bị stress, thì bạn dùng viên Banica thì bạn thấy đông trùng hạ thảo Banica bạn thấy rất là tốt. Thì bây giờ bố mẹ mình 60 tuổi thì người càng cao tuổi ấy, thì quá trình mà để làm lành lại tế bào thì càng khó khăn hơn và càng cần nhiều các chất chống oxy hóa hơn và càng cần đến những cái chất cung cấp năng lượng nhiều hơn. Cho nên là bạn dùng đã cảm thấy tốt, thì tôi tin rằng là nếu mà bạn dùng cho bố mẹ mình ở lứa tuổi ở độ tuổi 60 thì chắc chắn là bố mẹ bạn sẽ còn cảm thấy những cái điều thay đổi trong cơ thể mình có lẽ còn kỳ lạ hơn so với bạn cảm nhận được khi bạn sử dụng viên Banica. Vâng, cảm ơn bác sĩ Bạch Mai. Không những là các bạn trẻ, nam, nữ, rồi những cái người cao tuổi đặc biệt là rất là phù hợp với đông trùng hạ thảo, bởi vì đó là một cái sản phẩm luôn là hỗ trợ bồi bổ sức khỏe này, nâng cao thể trạng và tăng sức đề kháng cho những người cao tuổi, đặc biệt là những cái người mà mắc các bệnh lý nền thì hoàn toàn yên tâm khi mà chúng ta có điều kiện chúng ta hãy sử dụng cái sản phẩm bồi bổ sức khỏe quý hiếm này. Và đặc biệt là cái sản phẩm này lại mang lại nhiều cái giá trị dinh dưỡng với 17 loại axit amin và các loại vitamin khác như bác sĩ Bạch Mai đã chia sẻ lúc đầu chương trình. Thưa bác sĩ Bạch Mai, nhiều người có thắc mắc không biết rằng là đông trùng hạ thảo là thuốc hay là thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe, và nên gọi đó là sản phẩm như thế nào thì đúng nhất, bởi vì là công dụng của sản phẩm thì khá là nhiều, thế nhưng mà tên gọi chính xác đôi khi người ta còn băn khoăn về cái tên gọi của sản phẩm như thế nào là đúng nhất khi mà muốn mua để bồi bổ sức khỏe hay là muốn điều trị sức khỏe thì ta nên gọi nó như thế nào là chuẩn nhất ạ? Vâng, thế thì ở đây thì tác giả có hỏi đến về vấn đề thực phẩm chức năng rồi hay là thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Thì ở đây thì chúng tôi cũng xin chia sẻ cái định nghĩa của Bộ Y tế Việt Nam. Thì theo Bộ Y tế Việt Nam thì thực phẩm chức năng là những thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của các cơ quan, các bộ phận trong cơ thể. Và nó có tác dụng dinh dưỡng tạo cho cơ thể một tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ gây bệnh. Và tùy theo công thức, hàm lượng cái vi chất ở trong cái thực phẩm đó, rồi cách hướng dẫn sử dụng, thì thực phẩm chức năng còn có các tên gọi như là thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và ngay hoặc là thực phẩm cái sản phẩm dinh dưỡng y học. Cho nên là quý vị có thể là yên tâm mình gọi là thực phẩm chức năng cũng được, tại vì đôi khi quý vị gọi là thực phẩm chức năng thì đôi khi lại nghĩ đến những vấn đề về thực phẩm chức năng bán đa cấp, những cái tiếng về thực phẩm chức năng thì đôi khi chúng ta cũng chưa được hiểu đúng. Thế còn bây giờ chúng ta có thể gọi về thực phẩm bảo vệ sức khỏe cũng được, sản phẩm bổ dưỡng bảo vệ sức khỏe cũng được, rồi sản phẩm được gọi là thực phẩm bổ sung cũng được, để nghĩa là làm sao là cái thực phẩm chức năng thì hoặc là thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì nó có tác dụng, bên cạnh nó có tác dụng như một thực phẩm, nhưng bên cạnh đó nó lại có tác dụng một phần như là thuốc, tức là nó có những cái chức năng đặc biệt nhưng nó không phải là thuốc, nó là giao thoa giữa thuốc và thực phẩm, thì đó là thực phẩm chức năng hay thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Cho nên là khi mà chúng ta sử dụng thì cũng nên chú ý xem những cái công bố về cái chất lượng của từng sản phẩm, rồi được cái phần cấp phép, được cái các cơ quan quản lý có thẩm quyền, có các cơ quan quản lý có thẩm quyền quy định để chúng ta lựa chọn được những sản phẩm tốt nhất. Bởi vì khi mà chúng ta biết là khi thực phẩm đã gọi là thực phẩm chức năng thì trong đó người ta có thể dùng đến từ thực phẩm, nhưng người ta rút bớt đi những cái phần không có lợi cho sức khỏe và người ta có thể cho thêm vào những thành phần tốt hơn đối với sức khỏe. Cho nên thực phẩm chức năng thường nó phải là một cái công thức, nó phải là một cái quy định để được sản xuất, để nó đảm bảo được cái sự cái tính, cái giá trị chất lượng nó khá là thống nhất, đồng đều giữa các lô sản phẩm với nhau. Cho nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm khi chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm mà dù là thực phẩm chức năng hay thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng được cấp phép của các cơ quan quản lý có thẩm quyền, được nhà sản xuất có uy tín thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm ạ. Vâng, như vậy là qua cái giải thích của bác sĩ Bạch Mai thì bản thân Phương Anh cũng đã hiểu hơn thế nào khi mà chúng ta lựa chọn thực phẩm để chúng ta bảo vệ sức khỏe. Và cũng bởi theo nghiên cứu thì bên trong sản phẩm đông trùng hạ thảo có chứa khá nhiều thành phần dược chất với hàm lượng tương đối cao, và cũng chính vì sự cấu thành đặc biệt của đông trùng hạ thảo mà nó mang đến khá nhiều công dụng với sức khỏe con người. Vậy thì ta cứ nên coi đông trùng hạ thảo là một cái dạng thuốc thực phẩm bồi bổ sức khỏe, giúp sức khỏe luôn khỏe mạnh thì cũng đúng thôi, mà coi nó cái sản phẩm giúp nâng cao giá trị sức khỏe thì cũng chẳng sai đâu thưa quý vị. Và bản thân cái điều này thì cũng được các nhà khoa học, những cái chuyên gia đầu ngành khi mà nghiên cứu về đông trùng hạ thảo biết đến cái sản phẩm đông trùng hạ thảo của Thiên Phúc thì cũng có những cái đánh giá của riêng mình, và chúng tôi đã ghi âm lại được một vài những cái nhận xét của những vị chuyên gia này. Mời quý vị cùng nghe. Đối với cái sản xuất của chỗ cơ sở của chị Hồng thì đây là thực hiện theo một cái dự án của Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội, cho nên khi tiến hành nghiệm thu thì cơ sở này phải trình cái kết quả nghiên cứu ra và được hội đồng đánh giá là đạt cái tiêu chuẩn cơ sở mà ở đây đề xuất, và cái tiêu chuẩn ấy thì được chấp nhận
và được cái cơ sở kiểm nghiệm người ta đánh giá là đạt cái yêu cầu. Chúng tôi đánh giá rất cao kết quả của dự án sản xuất thử nghiệm này, nắm được cái nhu cầu thị trường là hiện giờ các cái sản phẩm đông trùng hạ thảo thì có cái chất lượng không đồng đều, thì đã bỏ tiền ra để nghiên cứu lúc ban đầu, sau đó được sự hỗ trợ từ ngân sách thành phố thì công ty đã hoàn thiện được quy trình công nghệ và sản xuất được sản phẩm có chất lượng ổn định. Vâng ạ, vừa rồi là một vài ý kiến đánh giá của chuyên gia. Thế còn với bác sĩ Bạch Mai là một bác sĩ dinh dưỡng thì bác sĩ có cái lời khuyên gì với người tiêu dùng khi mà lựa chọn thực phẩm bổ sung sức khỏe? Theo bác sĩ thì khi mà chúng ta lựa chọn cái sản phẩm cho sức khỏe thì có quan trọng hay không, hay là chúng ta hoàn toàn theo cái ý thích của mình thôi ạ? Dạ, việc mà lựa chọn cái thực phẩm để bổ sung cho sức khỏe thì chắc chắn chúng ta phải có những cái tiêu chí để lựa chọn. Bởi vì nó nói là thực phẩm để bảo vệ sức khỏe thì chúng ta phải căn cứ trên là sức khỏe của chúng ta đang ở chỗ nào, chúng ta đang thiếu cái gì để chúng ta lựa chọn để chúng ta có thể bù nó vào những cái bữa ăn hàng ngày mà chúng ta chưa đủ được. Cho nên là đối với cái thực phẩm chức năng thì nhà sản xuất thường công bố trên nhãn mác thực phẩm về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm rồi cái thành phần, thì cho nên chúng ta cần phải quan sát trên các cái thành phần đó để chúng ta có thể lựa chọn được thực phẩm bổ sung một cách tốt nhất. Bởi vì là cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe hay thực phẩm chức năng ấy được sản xuất và chế biến theo công thức, rồi bổ sung thêm một số thành phần có lợi hoặc bớt đi một số thành phần bất lợi mà đối với chúng ta cần phải kiêng, thì chúng ta cần nhìn xem nó có hay không. Thứ hai nữa là việc bổ sung cái loại bớt các cái loại việc bổ sung hay loại bớt đó thì đối với nhà sản xuất đều phải được chứng minh và cân nhắc một cách khoa học và được cơ quan có thẩm quyền cho phép rồi. Thứ hai là chúng ta quan sát trên đó xem là có tác dụng gì đối với sức khỏe, như một số chức năng về sinh lý cơ thể rồi hoặc là những cái các cái chất dinh dưỡng có gì trong đó. Nhưng mà thường là đối với thực phẩm chức năng thì thường cái giá trị và tạo ra về năng lượng, tức là các cái chất sinh năng lượng thì thường là ít, mà nó thường liên quan đến các vi chất và các cái khoáng rồi là các cái vitamin nhiều hơn. Và chúng ta nên cần quan sát thêm điều thứ ba nữa, đó là khi lựa chọn đó thì nhìn xem liều sử dụng xem là nó là bao nhiêu, bởi vì cái liều sử dụng thì thường nhỏ và thậm chí nó có thể là bằng tính bằng gam, bằng miligam, thậm chí nó như là thuốc ấy. Dạ. Nhưng mà nó là thực phẩm, nó là thực phẩm chức năng. Và vấn đề thứ tư cần quan sát là xem cái đối tượng sử dụng thì nó thường là được ghi khá là rõ ràng trên từng loại thực phẩm chức năng hay thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thì chúng ta cần quan sát xem mình có đúng là thuộc đối tượng mà sản phẩm khuyến cáo để sử dụng không ạ. Vâng. Thì với một cái bốn điều quan sát như vậy thì tôi tin rằng là các quý vị sẽ có thể lựa chọn được cái sản phẩm chức năng, sản phẩm bảo vệ sức khỏe phù hợp với lại sức khỏe của mình và lựa chọn được nhà cung cấp một cách tốt nhất. Vâng, cũng cảm ơn bác sĩ với tư vấn vừa rồi, và chương trình tư vấn sức khỏe thì lại thêm cái sự đồng hành của sản phẩm đông trùng hạ thảo Thiên Phúc nữa. Thì cái chuyện mà lựa chọn thực phẩm bảo vệ sức khỏe đông trùng hạ thảo nên hay không nên thì đó là quyết định của các bạn, còn chúng tôi thì những người là đưa thông tin và tư vấn kỹ cho quý vị về cái sản phẩm để quý vị có thể có những cái lựa chọn của riêng mình. Và để chắc chắn thì quý vị hãy gọi đến số hotline là 0914001080 để nghe tư vấn kỹ về sản phẩm trước khi mua để sử dụng. Và thời gian dành cho chương trình cũng đã đến phút cuối rồi. Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Bạch Mai, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã dành thời gian tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành và theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.